Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Đi Kỳ. Đoạn phim đầu tiên của ngày hôm nay được Chuyện Đi Kỳ đánh giá là rùng rợn, bởi vì trong quá trình sưu tầm đoạn phim này, chúng tôi đã biết được một diễn biến kinh khủng đã xảy ra trong nhà của Amanda sau đó. Và Amanda chính là người phụ nữ đã quay lại đoạn phim như chúng ta đã thấy. Thời điểm trong đoạn phim là 7 giờ tối, tuy nhiên trời thì đã bắt đầu mưa từ lúc 4 giờ chiều. Please tell me y'all see this. Just watch. Watch straight out into that yard. Look, you see it? Look. And it happens again. Look. Look, look. See? See? And I'm telling you right now, ignore my dogs. But look, man, I think it's time to move. Như đoạn phim các bạn có thể thấy, một bóng trắng xuất hiện bên ngoài sân, nhưng nó rất mờ ảo và hầu như không rõ ràng. Tuy nhiên nó đủ rõ để khiến cho Amanda nhìn thấy trong cơn mưa nặng hạt. Nhưng 20 phút sau đó, cơn mưa chợt ngưng hẳn một cách kỳ lạ. Và đây cũng là lúc trong lòng của Amanda trở nên bất an hơn bao giờ hết. Cô ta cũng không thể lý giải được cảm giác này là như thế nào. Nhưng đến 11 giờ tối của ngày hôm đó, cuối cùng cô cũng đã biết nỗi bất an đó đến từ đâu. Khi chứng kiến người bố 65 tuổi của mình bỗng nhiên bị mất trong một cơn đột quỵ và cái bóng trắng xuất hiện ngoài mưa, liệu có liên quan gì không? Và liệu các bạn có tin về hắc bạch vô thường hay không? Đoạn phim tiếp theo được xếp vào loại khó lý giải về những hiện tượng siêu nhiên đang hiện hữu xung quanh cuộc sống của chúng ta. Cụ thể trong video lần này, điều kỳ lạ mà Chuyện Đi Kỳ nhắc đến đã xảy ra tại một nhà hàng địa phương thuộc bang Ohio, Hoa Kỳ. Còn về việc tên nhà hàng thì xin phép được giấu vì còn để người ta kinh doanh. Theo như nguồn tin được Chuyện Đi Kỳ sưu tầm thì trong thời gian vừa qua, camera an ninh của quán đã quay được rất nhiều trường hợp kỳ lạ của các thực khách khi đến đây, đặc biệt là mỗi khi họ bước qua cánh cửa chính. Và điều kỳ lạ đó là gì? Hãy xem hết đoạn video này. Từ đoạn video vừa rồi thì chúng ta dễ dàng thấy được đại đa số thực khách đều cảm giác như bị vướng gì đó ở dưới chân mỗi khi bước qua cửa, thậm chí là đang ở trong quán. Một cô gái có tên là Annie cũng được biết đến là một trong những thực khách quen của nhà hàng này cho biết, kể từ lúc người chủ cũ của cửa hàng là ông Thompson qua đời thì những điều kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Đôi khi vào cửa, tôi luôn có cảm giác chân của mình bị vướng cái gì đó, cảm giác như thể có ai đó đang nắm lấy chân tôi, nhưng thực chất lại không có gì cả. Không biết các bạn có tin về việc hồn ma theo ám tại những nơi hay những chỗ mà được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ hay không? Riêng bản thân chúng tôi thì luôn tin chắc về điều đó. Do vậy, để có các dẫn chứng cho các bạn, chúng tôi đã sưu tầm được vài đoạn clip như sau. Và đây là trường hợp về một tai nạn đã xảy ra đối với xe buýt chở học sinh. Chiếc xe đã phát nổ trong khi đang đổ xăng, kéo theo đó là những cái chết thương tâm của 15 học sinh. Empty bus. Hiện đã 3 tháng trôi qua kể từ tai nạn khủng khiếp đó, chiếc xe gần như bị hư hoại hoàn toàn. Tuy nhiên, để tưởng nhớ đến cái ngày đau buồn đó, trường học đã cố gắng tận dụng những gì có thể để khôi phục lại chiếc xe. Dĩ nhiên là nó sẽ không bao giờ được đưa vào sử dụng, mà chỉ để trưng bày như một minh chứng về một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra. Và như Chuyện Đi Kỳ đã đề cập,
những học sinh đã chết trong vụ tai nạn đó, thì linh hồn của họ chắc chắn sẽ mãi theo ám nơi được cho là họ đã chết hay là nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ. Tiếp tục minh chứng cho việc người chết sẽ theo ám những nơi hay cái gì đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ, thì chủ đi kỳ cũng đã sưu tầm được đoạn phim sau đây. Theo tìm hiểu thì đây là đoạn phim được quay lại tại chỗ đậu xe của một gã đàn ông và chiếc xe hơi mà các bạn đang thấy đã được hắn lái đi sau đó gây ra tai nạn vài ngày trước. Nạn nhân là cậu bé đang chạy xe đạp như chúng ta đã thấy. Theo ghi nhận thì tên tài xế có vẻ không hề sai phạm nào trong khi đang tham gia giao thông. Nhưng vấn đề là cậu bé chạy xe đạp được cho là đã mất điều khiển nên đã lao ra giữa đường và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Đoạn phim này không vì mục đích chỉ trích ai trong vụ tai nạn vừa rồi mà chỉ khẳng định với các bạn rằng dù muốn hay không thì chết bởi thứ gì sẽ theo ám mãi thứ đó. Người ta thường nói đi đêm nhiều thì cũng có ngày gặp ma, đùa giỡn với quỷ thì cũng có ngày bị mất hồn, và trong đoạn phim này thì nhát gan mà thích gặp ma thì cũng có ngày bị ma hù. Có thể nhiều bạn đã từng xem qua đoạn phim này. Đây là đoạn phim được ghi nhận là quay lại một người phụ nữ đang bước đi trên đường phố vào ban đêm. Và điều này cũng rất bình thường. Nhưng cái tướng đi của cô ta không hề bình thường tí nào. Và chính điều này đã làm cho video trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết. Một dáng đi không phải là của một con người bình thường. Nó làm cho người ta liên tưởng đến sinh vật nửa người nửa dê trong thần thoại Hy Lạp. Vậy rốt cuộc cô ta là người hay là một sinh vật nào đó? Đoạn phim cuối cùng ngày hôm nay, chủ đề kỳ sẽ không bình luận mà để các bạn tự cảm nhận. Yeah.